Quý vị nhìn lại kỹ đi Hầu hết những nỗi khổ của mình Thường là những chuyện đã xảy ra rồi Chứ ít khi nào mà nó đang xảy ra Trong giây phút này Giây phút này mình đang ngồi Trên chánh điện chùa quan thế âm mà phải không Giây phút này mình ở trong khóa tu mà Giây phút này mình đang nghe pháp thoại Mình đang ngồi thiền Ngồi rất là yên thì khổ đau sẽ không bao giờ bắt kịp Nếu mà mình giữ được tâm ý của mình Trong giây phút này Đúng không? Khi tâm mình nó đang có mặt với thân nè Và nó nghe rất rõ Những gì sư đang thuyết giảng Và nó có sự thả lỏng Có sự cảm nhận Tâm mình đang có mặt Trong giây phút này và ở đây Thì khổ đau không bao giờ bắt được Khổ đau chỉ có thể bắt kịp mình Khi mình thả rong cái tâm mình nó chạy lang thang Nó nhớ tới chuyện ngày hôm qua Nó nhớ tới chuyện của tuần trước, tháng trước Của những năm trước Thì mình mới khổ đau được Còn tâm ý của mình ấy, Nó được mình quản chế rất là kỹ Chỉ nên được ở đây thôi Chỉ biết hơi thở đi vào, đi ra Chỉ nhận biết tất cả những thứ Đang có mặt xung quanh như là Đây là chánh điện, đây là tượng Phật Đây là bình hoa sen, đây là các bạn đồng tu Đây là quý thầy Tâm nó chỉ nhận biết như vậy Mà nó không có lục lạo tìm kiếm ở trong quá khứ Thì khổ đau nó bị cắt đứt Cho nên Đức Phật mới khuyên chúng ta là ráng buông bỏ quá khứ Gọi là tùy duyên Duyên nó đã đi qua rồi thì phải cho nó đi qua luôn Và tùy duyên cũng có nghĩa là hãy nắm bắt những cái nhân duyên mà mình đang có trong hiện tại Đức Phật tin rằng bất cứ nhân duyên nào có trong hiện tại cũng có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc hết có điều là chúng ta có ý thức, có trân quý những nhân viên đang có hay không? Hay là chúng ta lại cứ tiếp tục suy nghĩ về quá khứ, lý tiếc những nhân viên đã qua? Chúng ta không bao giờ có thể đem quá khứ trở về với hiện tại được cả. Chúng ta không bao giờ có thể giải quyết một vấn đề đã xảy ra từ trong quá khứ được cả. Không thay đổi được đâu. Cái mà chúng ta có thể thay đổi được đó là chỉ xảy ra trong giây phút này với chính chúng ta mà thôi cho nên một người tu luyện trên con đường tỉnh thức của đức phật nhất định là sống rất ít với quá khứ lâu lâu chúng ta nghĩ tới một vài điều gì đó để rút kinh nghiệm học hỏi thôi chứ đừng có để tâm mình nó trôi bồng bềnh lang thang trong những câu chuyện của quá khứ và mỗi khi phát hiện tâm mình nó lang thang trong quá khứ thì mình lại đưa nó trở về với giây phút của hiện tại giống như cái bài tọa thiền mà sư vừa hướng dẫn cho quý vị đó mỗi khi phát hiện tâm mình phóng đi mình nhận biết tức là mình đang tỉnh thức rồi mình đưa tâm trở về trong giây phút này chỉ biết có giây phút này thôi chỉ biết có hơi thở vào và ra thôi chỉ biết các bộ phận trên cơ thể đang được thả lỏng thư giãn thôi thì lúc đó chúng ta sẽ có bình an lúc đó chúng ta sẽ có an lạc An lạc là cái chuyện đó có thể xảy ra trong giây phút này Chứ không phải là ngày mai Hay là vài năm nữa, 5 năm, 10 năm nữa mới có an lạc Muốn an lạc là an lạc Cho nên người xưa mới nói là dục an tắc an Muốn an thì an liền Chỉ có điều là Trong uh, giáo lý tứ như ý túc đức phật có hỏi là mình có sẵn sàng để an không dục tức là muốn quyết liệt không tôi khổ quá rồi suy nghĩ nhiều quá nó muốn nổ tung cái đầu rồi mà mỗi lần nhớ lại chuyện cũ là vết thương trỗi dậy cho nên tôi không có muốn tiếp tục khổ đau nữa tôi muốn sống có an lạc thì đức phật hỏi muốn bao nhiêu phần trăm sẵn sàng cho cái chuyện an lạc bao nhiêu phần trăm hay lại tiếp tục buông tay thả mình Chìm vào những cái mớ hỗn độn khổ đau nữa Và khi mình nói với Đức Phật là Bạch Đức Thế Tôn Con muốn 100% rồi đó Con muốn an rồi đó Thì đây Đức Phật sẽ dạy Cho các con cái phương pháp để an tâm Mà phương pháp để an tâm đó là gì? Đó là đưa tâm trở về với giây phút của hiện tại Là phương pháp cơ bản nhất Chỉ cần đừng để cho tâm nó lưu luyến Nó luyến tiếc nó lùng sục quá khứ nữa đừng có ngồi đó phân tích cái ai đúng ai sai tại sao người đó lại đối xử với mình như vậy tại sao người đó dám nói với mình câu nói như vậy thì mình chỉ có thực tập thở vào thở ra nhận diện từng hơi thở mình chỉ có ngồi yên trong giây phút của hiện tại chỉ có sự thả lỏng thư giãn để ngắm nhìn để kết nối Tất cả những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta Như là một ngày mới đang lên Tiếng chim hót Một đó hoa nở Những người thương đang có mặt xung quanh mình Những công việc mà mình rất là ưa thích Và muốn cống hiến cho đời cho người Mà mình đang có trong tay Tất cả những cái đó có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc Cố gắng kết nối với hiện tại Thì dục an á, muốn an thì an liền ngay lập tức. Còn một mặt á mình cũng muốn an nhưng mà một mặt mình không chịu huấn luyện cái tâm của mình. Mình cứ tiếp tục thả rong cái tâm mình chạy lang thang để nó phiêu lưu ở trong quá khứ thì làm sao mà an được. Và người xưa cũng có nói là muốn an thì an mà muốn nhàn thì nhàn ngay lập tức nếu mà không phải bây giờ thì sẽ không thể nào có được trong tương lai tri nhàn đãi nhàn hà thời nhàn tri túc đại túc hà thời túc nếu mà mình muốn đầy đủ đó thì đầy đủ ngay từ bây giờ luôn đi Chứ còn mình hẹn một năm sau nữa Mình phải có cái này cái kia nữa mới đầy đủ Thì sẽ không bao giờ có cái chuyện đó Tại vì một năm sau rồi mình sẽ hẹn một năm nữa Rồi mình sẽ hẹn nhiều năm nữa Trong khi tất cả những gì mình đang có Dù là những tiện nghi vật chất Nó còn hơi chật vật, nó hơi thiếu thốn Nhưng mà mình có rất nhiều những tài sản về tinh thần Mình có những người thân bên cạnh Mình có một sức khỏe rất là tốt Mình có sự hiểu biết mình có sự thương yêu mình có một cái trái tim hồn hậu mình có những người bạn tử tế xung quanh cái đó là những điều kiện của hạnh phúc cho nên đã đủ rồi bây giờ chỉ lo tận hưởng trân quý giữ gìn những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có thôi cho nên tri túc ấy, mà mình chờ cho tới một ngày nào đó mới đủ đó thì hà thời túc biết bao giờ mới có cái ngày đó tri nhàn biết được sự an nhàn là quý giá sự thảnh thơi sự bình an là quý giá thì bình an liền ngay lập tức chứ còn chờ tới khi nào nữa chủ đề của khóa tu này đó là an lạc trong từng bước chân trên cái nghĩa đen nó có nghĩa rằng mỗi bước chân chúng ta bước đi nó phải có sự an lạc đừng có đợi bước chân thứ hai khi chúng ta thực tập đi thiền hành đi trong chánh niệm chúng ta nắm bắt được cái kỹ thuật của đi khi mình đi thì mình dở chân lên biết là mình đang dở chân lên khi đặt chân xuống mình biết mình đang đặt chân xuống đây là bài thiền đi khi mình đi thì mình sẽ chọn một cái không gian rất là yên tĩnh Mà ít có những cái cảnh vật để nó thu hút tầm mắt của mình thì càng tốt Mình có thể đi ở trong phòng Hay là trong một cái không gian rất là nhỏ Từ đây tới đó chừng khoảng 2-3 mét thôi cũng được Thật ra là mình không nên đi đi nhiều, đi rộng quá Tâm mình nó dễ bị phân tán lắm Mình chọn một không gian nhỏ chừng vài ba mét Và mình đi rất là chậm Chậm nhất có thể nha đây là một cái loại thiền hạnh Nó có tới hai loại Thì khi mình đi mình có thể thả lỏng hai tay như vậy Hoặc là mình đang các ngón tay lại Và thả lỏng xuống Hoặc là mình dịnh trên cổ tay cũng được Nhưng mà phải thả lỏng đôi bờ vai Và mình giữ cái cầm mình vừa phải Nhìn tới phía trước chừng khoảng một mét là một mét rưỡi đừng có nhìn gần quá thì người mình sẽ bị cúi gập xuống nó rất là mỏi nó không còn tự nhiên nữa còn nếu mà